Chúng ta có biểu thước 17 và 4 phần 9 trừ 12 và 2 phần 3. Mình khuyến khích bạn tạm dừng video lại một chút và xem liệu bạn có tính được không nhé. Bây giờ chúng ta cùng tính nhé. Điều mình sẽ làm đó là viết lại các hỗn số này. Mình sẽ viết nó là 17 và 4 phần 9 trừ 12 và 2 phần 3. Mình sẽ viết 12 ngay phía dưới 17 và mình sẽ viết 2 phần 3 ngay dưới 4 phần 9. Để mình làm cho nó rõ hơn, chúng ta đang trừ 12 và 2 phần 3 từ 17 và 4 phần 9. Điều đầu tiên chúng ta có thể làm đó là nhìn vào phần phân số và bắt đầu trừ cho đến khi chúng ta thấy. Nhìn này, chúng ta có các mẫu khác nhau ở đây. Ta có 9 và ta có 3. Điều đầu tiên chúng ta sẽ làm đó là tìm mẫu số chung. Và một mẫu số chung tốt nhất sẽ là bội chung nhỏ nhất của 9 và 3. Nó sẽ bằng bao nhiêu? Hãy nghĩ về điều này. Mình muốn bắt đầu với số lớn hơn, đó là 9. Vậy 9 có chia hết cho 3 không? Có, 9 chia hết cho 3, 3 được chia hết bởi mẫu số còn lại, do vậy 9 là bội chung nhỏ nhất. Nếu 9 không phải bội chung nhỏ nhất, mình sẽ phải tiếp tục lấy các giá trị lớn hơn là bội của 9. Mình sẽ đến 18, mình sẽ đến 27 và mình sẽ tiếp tục cho đến khi mình tìm được một bội chia hết cho 3. Nhưng mình không cần phải làm vậy vì 9 đã chia hết cho 3 rồi, do vậy mình có thể viết lại cả hai phần phân số này dưới dạng phân số có mẫu là 9. Bây giờ phân số phía trên đã có mẫu là 9 rồi nên mình chỉ cần viết lại phân số ở dưới 17 và 4 phần 9. Và số bên dưới mình có thể viết là 12 và phân số có mẫu là 9. Vậy thì 2 phần 3 bằng bao nhiêu phần 9? Từ 3 đến 9, mình sẽ phải nhân cho 3. Ở trên tử mình cũng phải nhân cho 3. 2 x 3 bằng 6. 2 phần 3 cũng bằng với 6 phần 9. Và bây giờ mình có thể thực hiện phép trừ. Nhưng ở đây khi mình cố gắng trừ đi, mình có một phân số lớn hơn dưới đây và mình đang cố trừ nó ra từ phân số nhỏ hơn. Mình có 4 phần 9 trừ 6 phần 9. Vậy mình phải làm gì đây? Câu trả lời là mình có thể nhóm lại. Mình có thể lấy nguyên 1 từ 17 để mình làm điều đó. Nếu mình lấy nguyên 1 từ 17 thì nó sẽ trở thành 16. Và số nguyên mà mình đã tách ra từ đó, bạn có thể nói rằng vị trí số nguyên, mình có thể cộng thêm nó vào phân số. Nguyên 1 cũng bằng 9 phần 9. Tất cả những gì mình đã làm là nhóm lại ở đây. Mình lấy 9 phần 9 từ 17. 9 phần 9 là 1 nên mình sẽ lấy 9 phần 9 từ 17. Mình còn lại 16. Và mình nhóm chúng lại và mình cộng chúng vào vị trí phân số là một hướng để tính. Vậy 4 phần 9 cộng 9 phần 9 bằng bao nhiêu? Nó sẽ bằng 13 phần 9. Vậy phần phân số ở đây là 13 phần 9. 13 phần 9. Đây thật sự là một cách lạ để viết lại, nhưng 17 và 4 phần 9 cũng bằng với 16 và 13 phần 9. Vì vậy chú ý rằng, phân số này lớn hơn 1, nên phân số này cũng bằng 1 và 4 phần 9. 1 và 4 phần 9 cộng 16 thì bằng 17 và 4 phần 9. Bây giờ tại sao mình lại làm như vậy? 13 phần 9 thì lớn hơn 6 phần 9 nên mình có thể thực hiện phép trừ. 13 phần 9 trừ 6 phần 9 thì bằng bao nhiêu? 13 lần của số nào đó trong trường hợp này là 1 phần 9, trừ đi 6 lần của 1 phần 9 sẽ bằng 7 phần 9. 7 để mình viết nó bằng màu vàng. Vậy nó sẽ bằng 7 phần 9. 13 phần 9 trừ 6 phần 9 bằng 7 phần 9. Và sau đó mình có thể nhìn vào vị trí của các số nguyên, mình còn lại 16 ở trên đây. 16 trừ 12 bằng 4 và mình đã xong. 17 và 4 phần 9 trừ 12 và 2 phần 3 sẽ bằng 4 và 7 phần 9.